Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đến với bài tìm hiểu về là tạo thành phần header cho home screen thì thành phần header sẽ xuất hiện ở trên đầu của home screen với là app icon và với cái avatar của user đăng nhập vào. Trước khi tiếp tục là phát triển thành phần header cho home screen thì chúng ta sẽ xem xét cái thiết kế ở trong Figma. Thì lúc này có thể là zoom to các cái nội dung. Thì trong cái phần thiết kế có cái phần là header. Thì bao gồm là hình ảnh và cái phần thumbnail cho cái user login vào trong ứng dụng. Và các cái nội dung bên dưới thì chúng ta sẽ tiếp tục ở trong các phần tiếp theo. Ở trong phần header thì sẽ bố trí theo dạng thức là đây là một cái hình ảnh và tiếp theo là một hình ảnh và giữa khoảng cách giữa hai hình là sẽ có cái khoảng cách nhất định và chúng ta có thể là dùng cái thuộc tính định dạng là space between giữa hai cái thành phần này và sẽ thực hiện là căn chỉnh theo dạng đó là flash direction đó là cái column để có thể là có các cái hình và lấy các cái thông tin từ trong cái quá trình thiết kế thì chúng ta kích vào ở trong hình và lựa chọn cái phần tùy chỉnh các cái thông số cấu hình ở đây thì chúng ta có thể là có cái thông tin về width và height đó là 28 và 28 và ngoài ra thì màu lựa chọn và màu dùng để định dạng và kích vào trong export apps thì sẽ ra được cái hình ảnh của hình này và tương tự như vậy thì kích vào ở trong cái biểu tượng thumbnail và À, chúng ta có thể xem xét là width là 44 và 2 là 44 và đồng thời là kích vào export eclipses eclipse2 và sau đó thì có thể là lựa chọn nội dung này thì trong cái quá trình làm thì chúng ta có thể là kích vào lựa chọn các cái phần ở bên trên thì ở đây thì sẽ là xem xét các cái nội dung chi tiết cho các cái thành phần và chúng ta sẽ tham khảo các cái thuộc tính ở đây là width hai cũng như là xem xét là cái màu sắc được sử dụng như thế nào và một số các cái nội dung khác và trong quá trình là thiết kế thì chúng ta có thể là copy nội dung test cũng như là copy các cái hình ảnh bằng cách là kích vào export để là copy về máy và hai hình đã được lưu về máy thì có thể là mở cửa sổ Windows Explorer và lựa chọn hai cái hình và copy vào ở trong cái thư mục SS của cái ứng dụng. Trang chương trình Visual Studio cao và kết mở lại dạng online shop ở trong thư mục là Common ở SRC kết vào New File và đặt tên đó là header.css. Tiếp đến là kích và lựa chọn src new folder và đặt tên asset. Asset nhấn enter. Và có thể kích phải lựa chọn review in file explorer để mở file ở trong explorer và sau đó là chúng ta kích vào cái thư mục asset và lựa chọn là dán hai hình ảnh mà đã thực hiện là copy thì lúc này chúng ta có thể là kết hai cái hình ảnh đã được tải về và dán vào ở trong cái thư mục access của ứng dụng để có thể là nhận biết các cái hình ảnh và hiển thị được ở trong cái thành phần image thì chúng ta có thể đổi lại thành là đây là profile và nhấn Enter để đổi lại tên file và không có cái quảng trắng. Trở lại ứng dụng ở trong Visual Studio Code thì chúng ta thấy được hai hình đã được copy và hiển thị ở trong cái thư mục là SS và ở trong cái nội dung của header.css thì gõ vào React Native Function Component ESS và nhấn Enter thì có thể thấy là tạo ra cái cấu trúc để định nghĩa một cái thành phần là cho React Native và lúc này thì lựa chọn và lựa chọn là disable brittle for entire form và lưu với thông tin thì sẽ có các cái nội dung của cái header và kích trở lại home screen ở trong cái thư mục home screen ở trong cái nội dung của home screen thì chúng ta có thể là sử dụng cái phần header và enter bỏ cái, cái nội dung này và sau đó thì nhấn control space và lựa chọn import header từ cái component header sau khi định nghĩa cái thành phần header thì chúng ta có thể là kích vào new terminal và thực hiện ứng dụng bằng lệnh NDM dân android và lúc này thì chương trình đang được biên dịch và triển khai ở trên máy ảo thì chúng ta chờ đợi để có thể là thấy được cái kết quả thực hiện ở trên máy ảo như thế nào Kết quả hiển thị ở trên máy ảo thì chúng ta thấy được là cái thông tin header là khi kích vào trong home và có thể là chỉnh sửa các cái nội dung của header và lúc này thì chúng ta đưa vào đầu tiên là định nghĩa view và có thể là định nghĩa style cho cái thành phần này thì định nghĩa đây là cái container và ở trong cái phần bên dưới thì cũng mô tả cái phần là container Tiếp đến là view ở bên trong thì bỏ cái phần test và xác định view. install và install thì ở trong này thì chúng ta sẽ có app icon container. Và tiếp đến thì có thể là sử dụng image và cần thực hiện là import image từ react native thì chúng ta lưu ý là import image từ react native và ở trong cái nội dung của image thì có thể là mô tả require và sẽ lấy cái hình ảnh từ ở trong thư mục assets và xác định cái hình ảnh profile trong cái nội dung của view thì chúng ta cũng sử dụng là là image và lúc này thì đưa vào sau đó là khai báo thuộc tính source và sử dụng là require để có thể lấy cái thông tin hình ảnh ở trong thư mục Access và apps tiếp đến là định nghĩa các cái thuộc tính style cho các thành phần này thì trong này thì chúng ta có thể là mô tả style và App Icons, App Icon ở trong Image thì tương tự thì có thể là bỏ cái thẻ đóng của thẻ Image và có thể mô tả thuộc tính Style và Style Icon thì chúng ta có thể đổi lại thành phần này đây là Styles và xác định đó là DB để là định dạng cho cái thành phần này. Và trong quá trình mà sử dụng IntelliSense thì có thể là bổ sung thêm hay là chàng tự động một số các cái thẻ thì chúng ta cần phải là chỉnh sửa cho hợp lý để tránh cái trường hợp đó là lỗi xảy ra. Và để có thể giúp cho các bạn dễ dàng theo dõi thì kích vào mini view và lựa chọn work wraps để là xuống dòng trong trường hợp là một cái nội dung của dòng là quá dài. Và tiếp đến thì có thể mô tả các cái apps icon container và app icon và ở đây chúng ta có thể là mô tả cái gp và định nghĩa cái phần là style để là giúp là định dạng các cái nội dung của header tiếp theo viết các cái định dạng sao xíu cho các thành phần đầu tiên là định dạng cho phần container thì lúc này chúng ta có thể là xác định flash direction đó là row thì sẽ là định dạng các thành phần theo dạng đó là dạng hàng khi thực hiện là flat direction thì các thành phần sẽ nằm ở trên cùng một hàng và tiếp tục là cân chỉnh justify content thì lúc này nếu mà chúng ta cân chỉnh là sender thì sẽ là cân giữa các thành phần tuy nhiên là ở đây sẽ tạo ra cái space between tức là cái khoảng trắng ở giữa hai cái thành phần với nhau và align item sender để thực hiện là căn và cần phải xác định cái chiều cao của các thành phần này thì lúc này chúng ta có thể là chiều cao cho là 90 pixel thì đây chúng ta khá là lớn thì 70 pixel để xác định cái chiều cao và đồng thời là xác định margin bedding đó là đây thì chúng ta có thể là cho bedding với horizontal và xác định giá trị đó là 10 pixel để tạo cái khoảng cách như vậy và như vậy thì chúng ta đã là định nghĩa sơ bộ cái thành phần để cho phép là tạo ra cái bộ chứa cho cái phần là header định nghĩa cái space between giữa hai image tiếp đến là định dạng cho cái phần phần thành phần là app container thì app container thì trong phần này thì chúng ta có thể là tham chiếu tới các cái cấu hình thiết kế xác định là phần background và lúc này thì có thể là để cái giá trị background và height có thể là để giá trị ngầm định và width là cũng để giá trị ngầm định phần border radius và cho giá trị ngầm định thì các cái giá trị đó là background color là height là width và radius thì ở đây chúng ta có thể điều chỉnh và cho một cái giá trị đó là 22 và các cái giá trị ở bên trên có thể lấy từ cái thiết kế của Fima ở trong Fima thì chúng ta có thể kích vào thành phần là icon app icon và di chuyển xuống bên dưới thì thấy cái phần color đó là đây là màu và phần color bên ngoài thì phần background thì chúng ta có thể xác định đó là FFF như thế này và có thể tùy chỉnh các cái tham số đó là width là 28 và hai là 28 trở lại phần định nghĩa style ở trong VS Native ở trong View Studio Code thì chúng ta có thể là đi vào FFF đây là ff là tạo ra cái màu trắng và có thể xác định phần là color và lúc này thì có thể đưa vào và thực hiện là copy và dán màu ở bên thiết kế của Fima vào bên trong này và lúc này thì đưa cái giá trị đó là 28 width và 28 height trở lại phần thiết kế của Fima thì chúng ta vào ở trong là selection color và thực hiện là copy cái giá trị của màu đây chúng ta có thể là nhấn ctrl c để thực hiện copy và trở lại cái nội dung color thì dán cái màu mà chúng ta đã thực hiện là copy vào và tiếp theo là thực hiện căn chỉnh hình ảnh ở bên trong thì lúc này có thể là xác định justify đây thì chúng ta có thể là xác định testify và cho đó là Center. Tiếp đến là lại item là Center. Tuy nhiên là cái hình ảnh của căn chỉnh là tương đối nhỏ thì chúng ta sẽ kiểm tra lại cái giá trị của width và height ở trong cái thiết kế của FIMA. Trở lại thiết kế của FIMA khi kích vào hình ảnh thì là kích thước 28 28 tuy nhiên là khi kích ra cái vòng tròn ở bên ngoài là thiết kế với cái kích thước đó là 44 và 44 thì chúng ta cần phải là chỉnh sửa cho phù hợp trở lại cái nội dung chỉnh sửa ở trong là app icon container là đưa vào giá trị đó là 44 và đưa vào giá trị 44 theo đúng với cái thiết kế ở trong phim mà thì chúng ta sẽ thấy là lớn hơn và xác định border radius thì hiện tại cái giá trị của border radius đó là 22 thì chúng ta có thể là thay đổi thành là 30 để thấy được cái hiệu ứng như thế nào thì khi mà thay đổi 30 thì sẽ là tạo ra cái đường viền và thấy được rõ ràng hơn. Thì lúc này có thể là đưa vào cái thuộc tính đó là background và đây là background color và cho nó là blue, và cho blue. Và khi đưa vào cái blue thì chúng ta thấy được cái hiệu ứng và trong cái trường hợp này thì cần phải là đưa vào một cái màu nền là tạo hiệu ứng linear và layout và cái đổ màu ở cho cái nền của cái string. thì tiếp theo thì chúng ta sẽ xem xét cái trường hợp đó là nhúng cái thư viện đổ nền vào cho các cái màn hình của React Native như thế nào. Như vậy chúng ta đã kết thúc nội dung của bài học. Hẹn gặp lại các bạn ở trong các bài học tiếp theo. Xin cảm ơn sự quan tâm và theo dõi của tất cả các bạn.